Hello, anh Nhiêu lại đến rồi đây. Bộ hôm nay anh Nhiêu mang đến cho các bạn là gì? Các bạn có đến được không? Ta-da, đó chính là sổ việc ra đây. Trời ơi, nhìn sang trọng chưa nè. Thiết kế đơn giản phát được sự trang nhã cho quyển sổ. Nè nè, phần bìa nhựa được làm bằng loại da siêu cao cấp. Cầm thích tay vô cùng luôn nha. Đặt da không thấm nước đâu, siêu êm tay luôn. Các bạn nhìn tính là biết uy tín như nào rồi đó. Phần đáy thì được mang ép và dán lại, cực kỳ chắc chắn luôn. Các đường viền thì được mang lại ngay ngắn, nhìn nó bắt mắt đúng không nào? Đây, để phần nút cài đây. Nút cài được làm bằng nam châm nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là độc đáo luôn nha. Bên trong trang giấy có màu trắng nhà, cùng với đó là dòng viết ngang. Có cả tiêu đề, ngày, địa điểm, để nó là những thứ quan trọng nè. Xịn quá. Đây, phần thiết kế có cả dây để đánh dấu lại số trang đang dùng luôn đó. Tinh tế thế nhỉ? Sổ này không chỉ dùng để ghi chép, mà còn có thể làm quà tặng, đảm bảo ai cũng biết luôn. Bạn cho quyển sổ này mấy sao, hãy comment ở bên dưới nha. Hãy đặt hàng ngay thôi nhé, chúng mình luôn có sẵn hàng để giao cho mọi người nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.